Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Long Cơ Thành nhà Đi chỉ cửa hàng Giá Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lông. Vâng, bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Vâng, tiếp tục hôm nay ngày 17 tháng 1 nên sóng báo giá cho bà con 10 lô 10 con máy nha. Vâng, tất cả máy em báo trên từng mặt hàng là đều đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Vâng bác nào chốt con nào, chọn con nào, tờ đi tờ lại kỹ càng coi và liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại em vừa nói trên đó nha. Và đến động cơ thành định luôn luôn đi với thường thường xuyên đăng những thương hiệu như Maruyama, Mitsubishi, Honda, Echo và một số con họ Yanawa nha, toàn những thương hiệu nổi tiếng, chuyên mặt hàng hệ, những cái mặt hàng chính hãng người Nhật sản xuất cho người Nhật sử dụng. Vâng và lô máy hôm nay thì phân khúc CC thì cũng rất đa dạng nha Từ 22cc cho tới 32cc Giá tiền hôm nay chỉ từ 1 triệu 050 000 đồng cho tới 2 triệu 600 000 đồng thôi nha Máy đắt tiền trên 3 triệu hôm nay nô hôm nay cũng không có Và nhất là cái thời gian này ở cái giấc cuối năm này Bên đồng có thành định luôn luôn bán xả cho các bác nha Xả thanh ý hàng cuối năm cho các bác Một con máy tranh với mọi khi tầm khoảng 100 đến 200 000 đồng một con máy đấy ạ và chỉ đăng những con mặt hàng chất lượng nhất xịn sò nhất để phục vụ thời gian ở cái giấc này thời gian này nha các bác Vâng không mất thời gian đâu của các bác nữa điểm sơ sơ về công suất máy và giá tiền máy cho các bác để các bác uh, chọn lựa cho nó mất thời gian nha Khi các bác nhìn cái này uh, thích những thương hiệu nào thì các bác tới đúng của nó coi cho nó mất thời gian Vâng tiếp tục lại một con Honda GX25Rin nguyên bản đẹp xuất sắc hôm nay chỉ 2 triệu 600 đồng Honda GX25 một con máy lớn đến từ thương hiệu mà ma 32cc lòng 38 đi Giá chỉ 2 triệu 250 000 đồng Mitsubishi TL26 con E8 giá 2 triệu 150 000 đồng Mitsubishi TB26 lòng 34 ly sử dụng bố tung tơi giá chỉ 1 triệu 950 000 đồng Tay ga bóp hệ xịn sò cho các bác Tiếp tục xả cho các bác con số E6 Mitsubishi TL231 23cc lòng 32 ly giá 1 triệu 500 000 đồng Ông vua và quả phân phúc khúc cỡ nhỏ Mitsubishi TL20 giá cũng chỉ có 1 triệu 300 ngàn đồng. Một con đời cao đến từ thương hiệu Sinagua, Sinagua 4 số 2601, 26cc lòng 34 ly, tay ga bảo vệ xịn sò chỉ có giá 1 triệu 800 ngàn đồng. E2 và E3 đều đến từ thương hiệu Marujama, hai phiên bản khác nhau, đẹp xuất sắc, viên nguyên bản cũng chỉ có giá 1 triệu 500 ngàn đồng ạ. À. Và con E1 thì cũng vậy ạ. Đẹp xuất sắc riêng nguyên bản đến từ thương hiệu Maru Ma Phần khúc 22cc lòng 31 đi. Có giá chỉ 1 triệu 050 ngàn đồng nha. Vâng và trước khi review từng con một em sẽ hướng dẫn cách sử dụng ạ. Sáng nào hoặc nông ngày không sử dụng, nhấn nút bơm xăng. Rồi tùy theo từng cái dòng nè. Những dòng nè bên tay phải bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Một số ít bên tay trái thì bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Vâng với đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc đông ngoài không sử dụng Thì mình làm thao tác như vậy Còn khi mà nó nổ như bây giờ Thì điều đầu tiên các bác để ý với cái công tác thôi Đó công tác nhớ để ý chiều công tác bật Rồi không phải bơm xăng nữa, không phải đóng len nữa Giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ à. Chứ E ngày 17 tháng 1 khi các bác chốt đơn các bác nhớ cái mã của nó nha. Thích E1 là chẳng hạn cho một tin nhắn chốt E1 rồi nhắn địa chỉ số điện thoại người nhận thế là xong. Đó hình thức rất đơn giản các bác không cần phải cọc gì hết và các bác đã không cần phải cọc rồi thì các bác cũng không cần phải lăn tăn về vấn đề ờ, em quay một con đẹp như thế vậy rồi em sẽ gửi cho các bác một con xấu nha đó tại vì về đến nhà các bác được kiểm tra máy có xăng chuẩn bị ở đó các bác test nổ máy ok ngon lành hàng đúng mình con mình đặt ở đúng hàng chất lượng mình mới nhận giao tiền cho nhân viên giao hàng nha các bác vâng e một ngày hôm nay đến từ thương hiệu Maruyama một con Maruyama rin nguyên bản đẹp xuất sắc các bác phải thấy ạ một con đời cao đến từ thương hiệu Maruyama phân khúc 22 gần 23 cc lòng của nó là 31 đi nha với bác nào cao tuổi chị em phụ nữ thích một trong những con máy phát cỏ nhật bãi nhỏ gọn nhẹ nhàng nha chọn e một con này cực kỳ nhẹ nó nó là một trong những phân khúc nhỏ gọn nhẹ nhàng nhất nha Không phải là phân khúc không phải là máy phát cỏ nhỏ công suất nhỏ nhất nhưng mà nó là máy phát cỏ nhẹ nhất nha. Đã nhẹ rồi, nó lại cộng thêm bộ dụng giật có trợ lực nữa. Đó cực kỳ xịn sò luôn. Chế ga ngang qua một rồi, chế một kim. Đó các thấy ạ, quá xịn sò luôn ạ. Và với phiên bản này thì đang sử dụng bố tum liên tay ghi đồng một, gà giữ công tác nhân cân, đầu bò rin cho các bác. Đó đã nhẹ nhàng rồi Nó lại thiết kế thêm tay ghi đông một này nữa Nó càng gọn gàng nhẹ nhàng nữa Cái này ông kỹ Sương thiết kế riêng cho những bác nào thích Một trong những con máy phát cỏ nhật bại nhẹ nhàng nhất nha các bác Vâng E1 ngày hôm nay giá chỉ 1 triệu 050 000 đồng ạ à. E1 1 triệu 050 000 đồng cho thương hiệu đồ Yang mà Phần khúc 22cc lòng 31 đi Giá đã bao gồm phí ship và là món phụ kiện kèm theo đó về tới nhà là như thế vậy đó ví dụ như con này chẳng hạn giá 1 triệu 500 ngàn đồng đó đã bao gồm phí ship miễn phí ship cho các bác, 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Về tới nhà, tới nhà các bác kiểm tra thanh toán 1 triệu 500 000 đồng là đủ ạ. E2 Maruyama Ma MB267 26cc lòng 34 ly nha. Đẹp xuất sắc liên nguyên bản và giá chỉ có 1 triệu 500 000 đồng. Và đặc biệt hơn phiên bản này đang sử dụng bộ giật có trợ lực nha. Có trợ lực quá xịn sò luôn. Chế ga ngang, chế qua một đồ, chế một kim, một dòng chế siêu tiết kiệm xăng rồi đẹp xuất sắc cho các bác luôn sử dụng bố tum liên tay gà giữ công tác luôn trên tay vâng chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng nha e2 chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng cho thương hiệu Maruyama phân khúc 26cc đời MB nha 26cc lòng 34 ly ạ hai triệu năm trăm ngàn đồng ạ vâng với cái giấc này bên Long thể Thịnh luôn luôn bán giảm giá xả hàng thanh lý cuối năm đó rất thích hợp với bác nào thích mua một trong những con máy cỏ nhật bãi đẹp nhất xịn sò nhất và giá thành rẻ hơn mọi khi rất nhiều các bác chọn vào cái thời điểm này nha để đầu sang năm sang đầu ra riêng nam và đó là những cái bác bán lẻ còn với những anh em thợ ạ các bác chọn thời điểm này cũng là thời điểm thích hợp nhất đó và với những anh em thợ thì các bác uh, mong các bác liên hệ trực tiếp Zalo giúp em nha. Để uh, đặt 5 cây, 10 cây thì các bác liên hệ trực tiếp giúp em. À, có một số bác ạ, à, chọn một phát một năm, sáu cây trên video ấy, à. em lại không có cái đồ gì mà để em bán lẻ nữa. Đó nên là các bác cứ mấy bác thợ ạ, à, cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại có Zalo. Yêu cầu ờ, mình thích những cái hãng gì, ví dụ ờ à, 26 chẳng hạn này. Đó em sẽ quay riêng để phục vụ các bác. Vâng, E3 cũng vậy ạ. À. Đến từ thương hiệu Maruyama à, BC263 S26 xe, xe lòng 34 ly. Cũng đẹp xuất sắc nha các bác. Đó, với phiên bản này cũng có trợ lực bằng lò xo, Chế ga ngang qua một đồ, chế một kim. Sử dụng bố tum niên, tay gà giữ. Cũng chỉ có giá 1 triệu 500 ngàn đồng của bác ạ. À. Rẻ hơn rất rất nhiều gió mọi khi nha. Vâng, E3 chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng cho thương hiệu Maruyama. Phân khúc 26 cc lòng 34 ly mà có giá chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng ạ. <laughs> 3 1 triệu 500 ngàn đồng Giá đã bao gồm phí và là món phụ kiện kèm theo cho các bác Vâng tiếp tục con số E4 giới thiệu cho các bác một con đời cao đến từ thương hiệu Zinagua Zinagua 4 số Zinagua hay là một số thương hiệu khác cũng vậy Nó cũng có đời thấp, đời cao, đời trung Đây là một con đời cao đến từ thương hiệu Zinagua nha Zinagua có 2 số, 3 số Đây là Zinagua 4 số nha Một con Zinagua với phiên bản SSR 2601 hai cc lòng 34 ly, đẹp xuất sắc cho các bạn luôn, rin nguyên bản. Đó, với yếu tố ổn định, tiết kiệm xăng và cái độ đẹp hình thức bên ngoài ạ, à, thuộc hệ hàng đầu. Tất cả những con đời cao con nào nó cũng đẹp hết ạ. À. Và đặc biệt hơn phiên bản này đang sử dụng bộ trung giật có trợ lực nha. Bộ trung giật có trợ lực, chế ga ngang, chế bơm xăng tự động chế dòng Silawa sản xuất. Vâng với những con đời cao này rất thích hợp với bác nào thích phát cước là mục đích công việc gia đình nhà chọn con này nhà bên Nhật con này chuyên phát cước công suất cỡ trung bình 26 cc lòng 34 ly đấy ạ. Vâng sử dụng bố tum liền tum nhôm và với những con đời cao thì luôn luôn đi kèm với nó là bộ tay góp hệ xịn sò nhà đã có thể thấy ạ. Quá xịn sò luôn, công tác luôn trên tay. Có mức tăng chỉnh cái công suất máy ở ngay cái hộp tay ga nha. Đó ví dụ hộp tay ga này các bác nâng lên một nửa này. Nâng lên một nửa các bác bóp, bóp hết cỡ vào. Đó các nhìn này. Ga nó cũng chỉ có một nửa thôi Đó các bác lên trên cùng Ga không tác dụng đấy, Còn dưới cùng là hết cỡ ga Đó và cái mục đích của nó là Khi cỏ lon cỏ thưa Đó không sử dụng hết công suất Thì mình chỉnh ở cái này này Đó mình chỉnh ví dụ 8 phần chẳng hạn Mình bóp hết cỡ ga nó cũng chỉ có 8 phần thôi Đó nó làm cứ nhiều cứ cữ cho mình ạ Cần tem mát CNY này Đồ bò ngược trồng quân cỏ quá xịn dò cho các bác Và hôm nay thì cũng chỉ có giá 1 triệu 800 ngàn đồng nha E4 chỉ 1 triệu 800 đồng cho thương hiệu Senegua. Phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ. À? E4 chỉ 1 triệu 800 ngàn đồng. Giá đã bao gồm phí ship và làm món phụ kiện kèm theo cho các bác. Bước sang tới E5 đều để đến từ thương hiệu Mitsubishi TL nha. Và với những phiên bản Mitsubishi đời TL là một trong những đời cao cấp nhất, xịn sò nhất, đắt tiền nhất đến từ thương hiệu Mitsubishi. Vâng, đây là một trong những con phân khúc cỡ nhỏ như đầu video đã nói đấy ạ. Đắt tiền nhất, xịn sò nhất nha. Rất thích hợp với bác làm cao tuổi, làm công việc gia đình. Mà chả nói vì công việc gia đình đâu ạ. Với những phiên bản này, ạ, các bác có thể vắt cầy gã tuy nó là vật khúc cỡ nhỏ nhưng với những cái con Mitsubishi đời TL này các bác có thể phát cầy cả ngày 7 8 tiếng đều ok hết nha. Và Mitsubishi TL20 20 cc lòng 30 ly với phiên bản chế ga ngang Wamoro, chế một kim. Chắc chắn thôi, nóc máy dập nổi, made in Japan dập nổi, đó là đặc trưng của những cái thương hiệu Mitsubishi đời TL nha. Sử dụng bố tum Liên đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Và với phiên bản này thì cũng đang sử dụng bộ tay gà rỡ đầu bò rin cho các bác. Vâng, E5 chỉ có giá 1 triệu 300 ngàn đồng nha. E5 1 triệu 300 ngàn đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL20, phân khúc 20cc lòng 30 ly ạ. Vâng, yên nam chỉ 1 triệu 300 ngàn đồng ạ. À. Đó, bác nào cao tuổi chị em phụ nữ thích một trong những con máy nhẹ nhàng nhất đấy ạ. À. Xịn giò nhất, chọn yên nam nha 1 triệu 300 ngàn đồng. Vâng, nhìn hơn một chút xíu nữa thôi và cũng hơn một tí tiền nữa thôi ạ. À. Chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng. Các bác sở hữu một con hàng hệ đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231. Phân khúc 23cc lòng của nó là 32 đi rồi, phân khúc cỡ trung bình nha Với phiên bản chế ga ngang, le đỏ tự động, chế một kim. Đó các bác thấy ạ, quá xuất sắc luôn, rin nguyên bản sử dụng bố tum liền tay gà giữ đầu bò rin cho các bác. Hôm nay em bán xà cho các bác chỉ 1 triệu 500 000 đồng ạ. E6 1 triệu 500 000 đồng cho thương hiệu à, một con hàng nghệ đời cao cấp nhất Mitsubishi TL231 phân khúc 23cc lòng 32 ly ạ. những cái thương hiệu Mitsubishi đời TL lốc máy uh, từ phân khúc 20 đến 26 cc lốc máy buộc phải dập nổi made in Japan dập nổi nhá để các bác phân biệt hàng thật hàng giả và với những cái dòng đèn đỏ tự động này bắt đầu khởi động các bác bơm xăng các bác gạt đèn đèn nha. khi đầu nổ ga lên tự khắc đèn đỏ nó bật lại quá xịn sò cho các bác luôn s 6 giá chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng ạ tiếp tục bán xà cho các bác con số E7 Mitsubishi đời TB nha đời TB với TL thì TB nó chỉ thua nếu mà để mà cá nhân đánh giá TB không hề thua TL đâu ạ à. nhưng mà để phần đa các bác TL thì bao giờ cao nó cũng cao tiền hơn TB TB này tua của nó nó còn nhanh hơn là đời TL đấy ạ à. chỉ có TBE hoặc TLE là khác thôi nha đời TB nó còn cao hơn đời TL một đời Mitsubishi TB 26 26 cc lòng 34 ly tình trạng thì nguyên bản hết cho các bác và đặc biệt hơn phiên bản TB luôn luôn đi kèm với nó là bộ chủ giật có trợ lực nha trợ lực bằng lò so chế ga ngang Womro Pro hai kim chỉnh và với những mặt hàng chính hãng, nóc máy cũng có dập nổi, made in japan dập nổi ạ. À. Và đặc biệt hơn phiên bản này đang sử dụng bố tum rơi tum nhôm bố côn 260 nha. Với những dòng TB thì luôn luôn đi kèm với nó là bộ bố tum liền, nhưng mà cũng có một số phiên bản là bố tum rơi. Và đây là phiên bản đặc biệt. Tại vì đặc biệt hơn nữa nó đang sử dụng bộ tay gà bóp hệ xịn sò này. Có hai chế độ bóp nha. Bóp 8 phần gà bảy à. 7 8 phần thì bóp cái dài, hết cỡ bóp cái ngắn. Xong lại nó có mức tăng chỉnh tốc độ của máy ở cái hộp tay ga luôn công tác của nhân tay quá xịn giò một bầu chơi công nghệ và cái tay ga này các bác này đầu bò rin đầu bò ngực trông quấn gò cho các bác và hôm nay bán xả cho các bác chỉ 1 triệu 950 ngàn đồng nha E7 1 triệu 950 ngàn đồng cho thương hiệu Mitsubishi đời TB TB26 phần khúc 26cc lòng 34 lĩa nhẹ cái nó nổ thôi các bác ạ E7 giá 1 triệu 950 ngàn đồng Giá đã bao gồm phí ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác Vâng E8 Mitsubishi TL26 Và đây cũng là một trong những phiên bản được rất nhiều các bác đặt mua Mitsubishi TL26 thì nó sẽ là 26cc lòng 33 ly nha Tình trạng rin nguyên bản đó các bác thấy ạ Quá xuất sắc luôn Chế ga ngang Wamodo 2 kim chỉnh Lốc máy Made in Japan dập nối và với phiên bản này cũng đang sử dụng bố tum rơi tum vô một côn 260. Đó, như các bác xem video các bác đã thấy đã quá xuất sắc luôn. Với những phiên bản Mitsubishi TL26 như thế vậy là đã xuất sắc rồi nha các bác. Tay gà giữ, đầu bò rin cho các bác. Vâng, E8 hôm nay cũng chỉ có giá 2 triệu 150 000 đồng nha. E8 2 triệu 150 000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL26, phân khúc 26cc lòng 33 liệt. Vâng, E8 giá chi 2 triệu 150 000 đồng ạ. Vâng, con tiếp tới con số E9 giới thiệu cho các bác một con máy lớn nha. Maruyama Ma BC32. 32 cc lòng của nó là 38 ly đấy ạ. Vâng, 38 ly 32 cc các bác lưu ý nha. Và với những thương hiệu này nó thiết kế nhỏ gọn hơn tất cả những con lòng 38 ly ở tất cả các thương hiệu khác nhau nha. Đó, với bác nào thích một trong những con công suất cỡ lớn đeo nhẹ hơn tất cả các con này ạ. Chọn e 9 ngày hôm nay. Maruyama BC32, 32cc lòng 38 đi ạ. Vâng đã thiết kế nhỏ gọn rồi thì chắc chắn rồi nó sẽ phải đi với tum nhỏ nha, bố tum 260. Những cái dòng tum thông dụng, đó với những con này thì các bác có thể gắn máy xịt thuốc tum 260 là một trong những dòng tum thông dụng nhất nha. Đó nó có đáp thể có đáp vừa với rất nhiều thương hiệu như Mitsubishi, như Honda, như những dòng máy Trung Quốc 260 rồi chung là Komatsu Nói chung là rất rất nhiều cái hãng máy nó là bố tùm thông dụng ạ à. Tay gà giữ công tác luôn trên tay Đầu bò rin cho các bác Và hôm nay em cũng bán xà máy lớn này cho các bác này Chi 2 triệu 250 ngàn đồng các bác ạ E9 chỉ 2 triệu 250 ngàn đồng cho thương hiệu Maruyang Ma Phân khúc 32cc lòng 38 đi Đẹp xuất sắc rin nguyên bản Đó các thể thấy ạ Từ cái bình răng rin này Trắng tinh 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 mướt mượt mượt Chế ga ngang chế qua một đồ chế một kim một dòng chế siêu tiết kiệm răng luôn và với những thương hiệu Maru Yang 3 máy cũng có dập nổi Made in Japan dập nổi như các bác Vâng E9 hôm nay bán xả cho các bác Chỉ 2 triệu 250 ngàn đồng ạ à. Vâng, E9 2 triệu 250 000 đồng. Vâng, con cuối cùng ngày hôm nay, con số E10 giới thì cho bác một con nổi tiếng, một thương hiệu nổi tiếng đến từ thương hiệu Honda nha. Honda thương hiệu này thì ai cũng biết hết rồi. Honda GX25, 25 cc lòng 15 ly made in Japan sản xuất. Nó là một trong những con hàng máy 4 thì nha. Đã nói về Honda thì chỉ có thương hiệu máy phát cỏ 4 thì thôi. xe máy thì Honda thì nhiều ạ hai à, thì có bốn thì có nhưng mà đã nói về máy mặt cỏ Honda chỉ sản xuất mặt hàng máy bốn thì nha sáng trắng đổ đây nhớt đổ đây và đây là một trong những con mặt hàng Honda mặt hàng chính hãng thì chắc chắn rồi với những mặt hàng chính hãng đến từ thương hiệu Honda lốc máy buộc có phải dập nổi Honda mươi 25 dập nổi như các bác tình trạng của em này thì cũng rin nguyên bản hết cho các bác đang sử dụng bộ tum rơi tum nhôm bộ côn 260 đó các bạn thấy cái tum nó cực kỳ sáng luôn ạ với những dòng này thì đó là một trong những dòng tùm thông dụng đấy ạ. À. Đó với những con Honda này có thể ráp với con Maru Ma 32cc này. Ráp với vừa với TL23, TL26, Zenwatt Kobatsu 23, 26. Nói chung là nó là một trong những dòng tùm thông dụng. Và với phiên bản này thì cũng đang sử dụng bộ tay gà giữ công tác luôn trên tay nha. Và cái chiều công tác của nó là giữa là bật, trái, phải đều là tắt hết. Khi khởi động bắt đầu các bác để mất giữa cho em. Đâu có chắn cỏ rin, nguyên bản hết cho các bác Tem bác cần này Còn y hết nha Còn này rất đẹp ạ UMK 425C 25cc lòng 35 ni Vâng E10 yeah, ngày hôm nay giá 2 triệu 600 ngàn đồng nhá Chỉ 2 triệu 600 ngàn đồng Ờ nếu mà bác nào đăng ký kênh bên Đông Cơ Thành Định Đã lâu các bác đã biết ạ Với những cái giá này thì đã giảm rất rất nhiều so với mọi khi Và với những cái bác nào mà mua trước rồi Ví dụ cái giá 2 triệu 8, 2 triệu 9 Mong các bác cũng thông cảm thời nào giấc đó chỉ có hàng cuối năm này hàng thanh lý nó mới có giá này thôi. Đó chứ còn sang đầu năm là cũng không có giá này đâu ạ. À. Nó phải lên 1 2 đến 300 000 rồi đấy ạ. À. Vâng, E10 giá 2 triệu 600 000 đồng ạ. À. giá 2 triệu 600 000 đồng ạ Với em vừa báo giá cho bà con nổ máy có 10 con thôi Nhưng mà đến từ rất nhiều thương hiệu khác nhau Như Maruyama, Siragua, Mitsubishi, Honda Và tất cả tình trạng máy, công suất máy Và nhất là giá tiền máy em đã báo rõ ràng trên video rồi Bác nào chốt con nào, chọn con nào Tờ đi tờ lại kỹ càng con đó coi Chắc chắn chốt thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại <laughs> 0388 039 136 hoặc 0973 164668 nha. Vâng với bài nào chốt chậm chút hụt các bác có thể nhấn nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Ngày nào cũng phát sóng hết ở cái khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày. Và liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo yêu cầu những con chụp cái hình ảnh nhỏ lại hoặc là nhớ cái tên thương hiệu nó ví dụ như chốt chậm con Honda GX25 chẳng hạn này thì cho một tin nhắn muốn mua Honda GX25 nha và nhất là anh em thợ cái giấc này em đang bán xả hàng thanh lý các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại có zalo để yêu cầu số lượng nha năm 10 15 20 cây thì đó bán xả thanh lý kho để phục vụ các bác ạ vâng em sẽ kết thúc video tại đây xin chào toàn thể bà con cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ